yêu là cưới. Nói chung là cũng không gái gú không gì hết, mà cứ đi làm về là phóng qua nhà em liền, lần nào cũng vậy hết trơn á. Tới bây giờ cũng như vậy, đi làm đó là gái gú em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chào anh Bảo, chào chị Tường. Thì em là Vinh Râu, hiện nghề nghiệp bây giờ đang là diễn viên hài, chủ yếu là diễn quay các clip hài trên mạng. Chào anh chị, em là Lê Minh Trang, hiện đang là ca sĩ tự do. Hai bạn là quen nhau trong cái cơ hội nào? Ai của ai? Trời gì mà chỉ thẳng luôn á, trời ai của ai? Vậy luôn á. Vậy luôn á. Là nhưng mà mình mà có thật là vậy không? Em cũng không biết nữa. Gặp nhau lần đầu là trong cái lúc nào, cái cơ hội nào? Dạ, cái bữa đó là vô tình là cái buổi casting của công ty em. Là bạn này có một cái tay trong là người cũng trong công ty, rồi người đó kêu bạn lên chơi. Lên thì cũng làm là cũng dạng mặc đồ celeb đồ kia lắm. Rồi lên ngồi đó giống như mẹ anh ta vậy đó. Trời ơi. Cái này em đính chính lại là bữa đó em mới đi diễn về, bạn em kêu qua chơi. Người ta ca sĩ. Nhưng mà lúc em mặc cái gì mà để cho người ta có ấn tượng như vậy? Thì đồ đi diễn. Mặc cái gì nữa nhưng mà nó cũng lộng lẫy. Ủa người ta có quyền mà bảo. Rồi còn Trang lúc tới đó ấn tượng của bạn đầu tiên với Vinh là lúc nào? Dạ là một ông râu ria bậm trợn nhìn thấy ghê. Coi như là nếu mà gọi là xét về khái niệm mà cái người yêu mình tưởng tượng trong đầu thì là hai bạn đều cảm thấy rằng người đối phương không phải cái người mà không phải không dính một tí xíu gì luôn. Cơ bản là cái người trong ngộng của em là dạng như là công dung ngôn hạnh á, là tóc dài rồi kia thùy mị nết na, rồi mình nói chung là nội trợ và đặc biệt là không có dính dáng đến showbiz. Vậy sao nếu vậy tại sao là bạn gái em lại chỉ thẳng vô mặt em nói là em cua bạn gái? Thì tại xui á chị. Xui tại em đẹp á chị. Thôi em nói giỡn thôi. Cái cơ duyên là nó cũng xàm, hết sức xàm là không, từ nãy giờ chị nghe kể toàn xàm không á. Để nảy sinh tình cảm là hai đứa cái nơi mà chính thức nảy sinh tình cảm là hai đứa gặp nhau trong bệnh viện. Hả? Không phải, cái này là tại vì á cái đợt đó là má em bị bệnh nặng cho nên là em phải vô trong đó em chăm sóc má em. Nhưng mà cái thời gian đó là cũng có nói chuyện qua lại trên Facebook rồi. Ông nội này mới tự nhiên cái đâu xuất hiện qua. Em ơi xuống đi, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao ổng biết mình ở đâu mà kêu xuống đi đó. Mới đi xuống thấy mẹ dầm mưa, xong rồi mua chai sữa với lại sô cô la. Biết ý mình, biết ở bệnh viện luôn. Cái đó mới cái đáng nói chị. Facebook mẹ up hình xong mẹ check in. Em không có check in. Em mở định vị để em coi bản đồ này nọ, cái sao em quên tắt, cái em post status cái nó tự check in luôn. Kiểu là coi như là muốn ai đó quan tâm. Kiểu như vậy đó. Ngày hôm nay buồn quá ai nghĩ tới mình ta. Kiểu vậy. Rồi em ơi, là dầm mưa với lại là hộp sữa với cái sô cô la là yêu nhau luôn dạ hả? Chưa, dạ chưa chị. Hai em kể chuyện nó gọn gọn lại chút xíu. Dạ không, tại chuyện tụi em nó cũng bị dài. Tại vì á, cái ấn tượng của em đối với ông này là một ông râu ria bờm sờm, ông già dê. Hả? Có dê luôn hả? Tại vì hồi đó giờ em không thích ai có râu á. Ai có râu là bị em mặc định là dê hết. Quá sao đợi mới cạo. Từ ấn tượng dê đó rồi sao nữa, có dê thiệt không? Không dám, bị ngược lại với cái bản mặt luôn, là bị nhát gái. Rất là gục ghè. Từ lúc đó mới bắt đầu tìm hiểu qua lại. Rồi. Gia đình lúc đó thì gia đình em thì rất là tôn trọng về cái tình cảm của em. Còn gia đình Trang thì cũng chưa ủng hộ lắm. Thứ nhất là biết được lần này nó diễn hài. Chắc là mật ngọt rót tay dễ lắm. Rồi thứ hai là lần này nó cũng không đẹp đẽ gì. Thứ ba là lần này nó nhìn nó già số tuổi của con. Cho nên rất là chưa có ủng hộ nhiều 100%. Ngay cái lúc đó thì mình mới quyết định là tạo cái ấn tượng cho gia đình bằng cách là cho người ta thấy sự quan tâm của mình. Tại vì khi mà em thích hoặc em thương ai đó thì em sẽ take care mọi cái mối quan hệ xung quanh của đi làm đánh cái chiến thuật đánh vòng đó. Chứ không phải quan tâm một mình nó. Đúng không rồi. Thì chắc là mẹ Trang có ấn tượng tốt với em lắm đúng không? Xong không hả? Dạ má em nói là bạn mày hả? Dạ bạn thôi nha chứ đừng có quen nha.
chứ tao thấy nó già quá trời già mà nó xấu. Vinh là lớn hơn Trang bao nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi nhau. Hai người có kỷ vật yêu đương cái gì không? Tặng dạ, quà cáp cái lần đầu tiên mà em tặng quà cho Trang là chưa quen á, cái lúc mà đi phố đi bộ. À phố đi bộ. Cái bạn đó bạn đang đẩy cái móc móc cái gì móc ra đi. Cái xe chở nguyên một đống đồ, em thấy đúng một cái món mà em cứ đứng em nhìn hoài. Em suy nghĩ trong đầu, sao có bán cái đồ hút bồn cầu nữa hả? Mà thực ra nó là cái chuông mà em tưởng tượng. Chứ tưởng tượng em bay xa tới em hút mà. Em tưởng tượng nó là cái đồ hút bồn cầu. Bây giờ chị em mình thử vận dụng hết tất cả một chiếc tưởng tượng của mình coi sao nhìn được cái hút bồn cầu nè chị. Cái này cái hút bồn cầu vậy nè, ý là chụp bồn cầu vô chụp vô cái hút đó, chụp vô đó. Em thấy giống mà cái em đứng em nhìn, nhưng mà thật ra không phải là em thích ông này thì ổng tưởng là em thích cái ổng đi mua cho bằng được. Cái em nói thôi anh đừng có mua mà mẹ đang kiểu ga lăng kiểu muốn cô gái mà cho nên mẹ thể hiện thôi bây giờ cái này lãng mạn quen của em xàm lắm. Cái này lãng mạn nè. Lúc nào là cái nụ hôn đầu tiên của hai bạn? Ở nhà em, lúc mà ba mẹ vừa mới ra ngoài phòng khách ngồi là nhìn nhau, đứng nhìn cương nhau rồi dạng như muốn đập nhau rồi đó. Là bụp vô hôn luôn. Hôn xong rồi em còn thòng hỏi một câu nữa mà, ủa hôn vậy là mình quen chưa? Rồi Trang trả lời sao? Không, lúc đó em muốn đập thiệt. Nó đánh em cái bộp xong rồi cái nó chạy xuống. Nó mắc cỡ. Là gọi là yêu nhau đó phải không? Dạ. Là yêu đó phải đúng không? Đúng rồi, chính thức rồi đó. Rồi. Khoan, nhưng mà tôi muốn tái hiện lại cảnh hung đó được không? Tại vì hai bạn nói rằng là trước khi mà hai bạn hung á là nhìn nhau mà chỉ muốn đập nhau thôi. Là lúc đó hai bạn nhìn nhau như thế nào? Tại vì em bị nhát gái á. Cái em đứng em sao hôn em tiến tới hả? Gì vậy ba? Nhấp nhiều lắm. Kiểu là không vậy nè. Không. Anh hôn em cái được không? Xin. À có xin, bạn kể thiếu đấy chứ. Mà nói lắp bắp lắm tại thiệt là Trang là người mà mình quen là mình hung nhiều nhất từ trước đến giờ. Thôi bây giờ qua cái đoạn là bắt đầu yêu nhau rồi đó. Bây giờ lúc mà hai bạn công khai thì mọi thứ nó có thuận lợi không? Bây giờ bên đây là chê rồi nè. Bên đây là mẹ Trang chê là bên đây xấu quá, già quá, lúc không chịu. Lúc mà chưa quen thì gia đình Trang mới cấm. Còn tại vì trải qua một quá trình mà mưa dầm thấm lâu á là lúc đó Trang chưa quyết định được là có nên quen em hay không. Là lúc đó má đã thấy là thằng này nó tốt. Tại vì á thấy thật thà, rồi cũng dễ thương, rồi cũng ngoan ngoãn nữa, rồi cũng tốt với em, tốt với nhà em. Cái má em mới nói thằng này gì cũng được chân, mỗi tội nó xấu nó già thôi. Cái này mình bỏ qua lâu rồi mà. Em thì thấy kỳ, giống như là mình sắp quen ông chú là sao. Em anh nghĩ là mình đừng có sát muối vô cái chỗ đó nữa em. Không, giờ Vinh dễ thương hơn nhiều lắm rồi. Trên mặt căng dữ lắm rồi. Thôi mà, dễ thương mà. Xong rồi bạn bè mới nói trời ơi mày có quen người ta không, mày nói một tiếng đi chứ mày để vậy hoài tao thấy ổng tội nghiệp á, ngày nào ổng cũng qua nhà mày hết trơn á. Rồi ổng tốt với má mày quá mà sao mày không biết định đại đi rồi. Nhưng mà tao nghĩ là mày nên quen ổng. Rồi mình cũng thấy là cũng nên suy nghĩ, tại vì người này quá tốt đi. Mà hồi đó giờ em không thích người trong showbiz, đặc biệt là em cũng không thích lùn hơn em nữa. Lại nữa. Sao cứ lôi mấy cái này ra hoài vậy ta? Em phải đè Vinh xuống để em nâng cái khác của Vinh lên. À. Là cái tính, cái tính của Vinh quá tốt. Quá thật thà. Không rượu chè bài bạc. Đúng không? Học bài vậy đúng chưa? Cờ bạc. Nói chung là cũng không gái gú không gì hết, mà cứ đi làm về là phóng qua nhà em liền, lần nào cũng vậy hết trơn á. Tới bây giờ vẫn như vậy, đi làm đó là cái uống này em. Đúng rồi. Chứ em đâu phải con trai. Em nói anh không gái gú mà cứ đi làm về phóng qua nhà em liền. Yêu là một chuyện, hay là em có ý định cho bạn Trang biết là mình muốn tiến tới lâu dài hay là muốn kết hôn với dạ, Trang hay không? Dạ có.
Có thêm một cái kỷ vật nữa, cũng là cái cột mốc quan trọng là tụi em chọn cái ngày đó là làm cái ngày ngày kỷ niệm quen nhau của hai đứa. Trước bữa đó là em chạy qua Trang, em có đem một hộp quà gói rất là chỉnh chu và đẹp đẽ, cùng kèm với đó là hai chai sữa tươi. Em nói Trang ơi em uống hết đi, xong rồi Trang uống, xong rồi nói bây giờ anh đi lên Đà Lạt anh chụp hình chung với lại chụp hình cưới cho show của anh bạn. Thì khoảng mấy ngày nữa anh về thôi, anh có món, trước khi đi anh có món quà tặng cho em, một lát nữa anh đi em mới mở ra nha. Xong rồi cái đợi ông đi rồi mình mới mở ra thấy hai chai sữa, mà quan trọng là thêm hai cái ống hút với tờ giấy. Gì? Đó, cái quan trọng cái tờ giấy á, quan trọng tờ giấy ghi gì chồng, ghi gì quên rồi, ta uống không, đi bỏ em tủ lạnh uống đi cho lạnh. Trời, em quải quá. Quay, tôi muốn hỏi Vinh tại sao đó bạn lại tặng hai chai sữa lại là làm sao, mục đích của bạn là cái gì? Em thích, em quen, em không có thích lãng mạn, em thích chọc chọc điên người ta à. Bây giờ cuối cùng là chừng nào mới là cầu hôn, có cầu hôn chưa? Dạ có. Cầu lúc nào? Quen nhau bao lâu? Không, cái sau hai chai sữa đó, 4 tháng 12 là Vinh đi chụp về á. Xong rồi Vinh nói, em ơi anh có quà cho em, lát nữa anh gọi em xuống nhận quà nha. Xuống nói đâu quà đâu anh, mà thấy ổng có cái ba lô không à. Nhưng mà mình biết chắc chắn là giấu trong cái ba lô rồi chứ không có gì hết trơn á. Xong rồi y như răng mở ra nguyên một bó hoa, cho nó có tờ giấy nữa. Nhưng mà có một cái mà em không biết là ổng có đi khắc hai cái miếng gỗ, là hai cái miếng này nè, là hình em với lại hình ổng để đó, tặng cho em. Mà mắc cười lắm, anh tặng người ta khắc hình người ta thôi, mắc gì tặng luôn cái hình mình đúng không? Anh thấy có ý đồ không? Xong rồi á, trên bó hoa có tờ giấy đúng không? Lần này chắc tỏ tình thấy cũng lãng mạn này nọ, lên mở tờ giấy ra, có gì đâu mà coi. Tôi thích bạn. Tức đi. Tôi sẽ dùng chiêu này một lúc nào đó. Tao cho tôi mượn hai cái miếng gỗ hai coi tấm đi. Hình coi. Có khác giống không? Gì? Cái gì chữ gì vậy? Chón chón. Chón chón. Tên nhà của em á. Chón chón. Chón chón hả? Bên đây gì? Em hiểu rồi. Ủa mà cái hình này tóc em đâu phải vậy đâu Minh. À Vinh. Hồi đó là như vậy, còn bây giờ là anh cút lại rồi. Rồi bây giờ cuối cùng là đúc kết là bây giờ là nãy giờ là tỏ tình mấy lần trước quốc hết trơn rồi phải không? Dạ, là cuối cùng đâu có tỏ tình đâu, là tự hiểu thôi à. Cầu hôn á thì là chính xác là vào tháng 6 năm ngoái. Là lúc đó em mới quyết định em cầu hôn Trang, là tại vì Trang thiệt, Trang có một cái là kỳ, một cái là cái lúc mà mình muốn làm cái gì đặc biệt cho cổ á, giống như là có thần giao cách cảm vậy. Làm cái gì đó bất ngờ, cầu hôn, đặt quà rồi kia bẹp xong rồi mở miệng nha, anh ơi em muốn anh cầu hôn em dưới biển, em thích như vậy. Mà nguyên năm đó chỉ có đúng bữa đó đi biển thôi à. Là biết chắc chắn là mình có cái hộp quà là bả biết trong đầu bả là sẽ cầu hôn ở ngoài. Là em dưới cơ của Trang rồi, tại vì Trang hiểu được cái lượng của em hết. Nó cứ vậy hoài luôn á. Là không cầu hôn được. Thì có cầu hôn được mà bớt bất ngờ. Tại vì á, em nói là muốn cầu hôn ngoài biển, nhưng mà lúc đó em đang giận như vậy mà còn kêu em đi xuống biển luôn. Có nghĩa là ổng kêu em đi xuống dưới cái nước đó luôn á, trong khi em đang ngồi trên bãi biển, có nghĩa là chỗ đó cũng là biển rồi. Là em dặn mấy bà chị, nó linh lắm nha. Em dặn người nào chuẩn bị là nó kiếm người đó, nó gây lộn với người đó đó. Tính tới giờ phút này ngồi ở đây là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Đúng ngày đám cưới là 2 năm quen nhau. Chừng nào đám cưới? Dạ tháng 12. Tháng 12 năm nay luôn. 4 tháng 12. Ngày 4 tháng 12 năm nay là kỷ niệm. Nhưng mà giờ tôi hỏi hai bạn nữa là từ đây cho đến ngày cưới là hai bạn nhắm còn sự cố gì xảy ra nữa không? Nhiều chị. Nhiều. Tại vì á, tụi em cũng quyết định là ở chung rồi, cho nên là cũng ở chung nhà được thời gian mới phát hiện ra là bạn ấy giục đồ lung tung đó. Giờ mới thấy những tật xấu của nhau nè. Mày lép bép gì đó? Không nói gì đâu. Sao à? Rồi giờ Trang có tật xấu gì không Vinh? Những cái lúc mà rước đi chơi mà không dính vô cái ngày mà đi chụp á, là alo em ơi anh tới rồi,
là bắt đầu nhìn đồng hồ khoảng nửa tiếng sau xuống. Là coi như là phải đợi người ta trang điểm đúng không? Trời, có lúc vui dạ lắm. Không, em trang điểm rồi mà tại tính em nó bị mò à. Em kiếm đôi giày cũng lâu hơn người ta. Mặc dù hát nhạc ballad nhưng mà em đặt cho cái nghệ danh là ca sĩ nhạc sàn. Sàn quá chịu không nổi. Rồi giờ sửa chưa? Sửa được cái tính đó chưa? Chị thấy hôm nay tụi em đi trễ không? Nhưng mà bây ngoài giờ... những cái đó ra thì các bạn còn có những cái điều gì mà vẫn còn đang băn khoăn lo lắng trước khi cưới không? Nói chung hai đứa thì cũng may mắn trong một số chuyện thì có đứa Nhu thì cũng có đứa Cương. Nhiều khi gây lộn cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà biết chắc chắn là gây lộn đó là tối về ngủ nhau tiếp. Nhưng bây giờ chị hỏi thật là nếu để có một cái điều mình mong muốn ở đối phương sẽ thay đổi để trước khi bước vào một cuộc sống chung chính thức, thì em mong muốn ở người vợ tương lai của em thay đổi điều gì? Phải nhạy hơn. Em nghĩ là nên nhạy hơn trong một số chuyện để em bớt lo đi. Còn Trang? Nhạy hơn xíu. Ủa sao bên đây cũng nhạy hơn rồi bên đây cũng nhạy lời hơn? Lời khuyên chung, hai lời khuyên chung cho cặp đôi à? Tại vì có nhiều khi em nói chuyện mà Vinh kiểu mà tại con gái mà người ta nói không lẽ bây giờ người ta cứ phải nói quạch tẹt ra đúng không? Thật ra vậy nè, thì nãy giờ á Tường với Quang Bảo nghe hai em chia sẻ, chị nhìn ánh mắt của Trang nhìn em cũng như là cái nhìn của em dành cho Trang cũng vậy, rất là trìu mến. Chị chỉ có một lời khuyên như thế này, khi hai bạn còn trẻ yêu nhau á thì mình cứ giận dỗi, mình cứ qua lại vậy là mình vẫn thấy vui, tại mình đang trẻ mà. Nhưng mà khi mình lấy nhau rồi, cuộc sống vợ chồng nó lại khác nữa. Thì chị là khuyên hai em cũng nên là bớt xuống một chút xíu, tại vì mình nhìn phải chín chắn hơn một chút. Hai bạn rất là yêu nhau đó, và sẽ chúc cho hai bạn là sẽ có một cái đám cưới thật là viên mãn, sống một cuộc sống hạnh phúc và có những đứa con thật là dễ thương, thật là đáng yêu nha. Đừng có gây nữa. Nhưng mà quan trọng là các bạn hiểu nhau và thông cảm cho nhau, đó là cái điều quan trọng nhất để mà tiến tới một cuộc hôn nhân. Và ngày hôm nay mời hai bạn đến với chương trình thì bây giờ Cát Tường và Quang Bảo sẽ có một món quà dành cho hai bạn. Và đây là chiếc bánh xe may mắn dành cho các bạn. Ở trên này có rất là nhiều cái phần quà mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, và tùy vào cái chuyện là các bạn may mắn được bao nhiêu thì các bạn sẽ đem được những phần quà cho mình. Đầu tiên là một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Chúng ta cũng có thể nhận được là một suất chụp ảnh cưới trọn gói tại áo cưới Milan trị giá 16 triệu đồng. Chúng tôi còn có một phiếu mua hàng cũng đến từ thương hiệu là Hưng Phát USA trị giá là 3 triệu đồng. Còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và dĩ nhiên chúng tôi luôn luôn có 4 bình sữa chờ đợi các bạn ở phía trước. Bây giờ ai sẽ là người quay đây? 1, 2, 3, đến tới 5 nè. Cơ hội một lần. Anh muốn cái nào thì anh để cái mũi tên vô đó trước đi. 1, 2, 3. Vô. 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 Lỡ lời. Bánh điêu. Bánh điêu. Yeah. Vậy là các bạn đã đem về cho mình là một phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng đến từ Hưng Phát. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn Vinh, cảm ơn Trang ngày hôm nay rất nhiều để dành thời gian đến đây và chia sẻ một câu chuyện rất là vui về cặp đôi của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ cùng một đám cưới thật đẹp và một cuộc sống thật hạnh phúc với nhau các bạn nha. Rồi, chào hai bạn. Cảm ơn các bạn. Yêu làm cưới.